Đây các bạn, ngày mai là ngày thứ sáu đen. Thì cái ngày thứ sáu đen này thì thường thường là hàng năm là ở đây nó sẽ tổ chức cái những sự kiện hạ giá cho tất cả các cửa hàng. Đó, các bạn thấy nhìn cái cửa hàng đây không? Đó, nó đều treo bong bóng, nó đều coi như treo biểu ngữ bảng hiệu coi như là Black Friday hết các bạn. Đó, ngày thứ sáu đen hết. Thì cái ngày này là hầu như là mình nói mình biết đó là cỡ như tất cả các nước đều có, chứ không phải là riêng gì nước thì địa ở Bắc Âu của mình không đâu các bạn. Thì cái ngày thứ sáu đen này là nó sẽ bán hạ giá tất cả những cái sản phẩm trong cái cửa hàng đó. Là cái ngày này thì tất cả những cửa hàng nó bán nó đều được giống như là được miễn thuế, nên nó bán tất cả những cái cửa hàng này đều bán hạ giá. Thì bởi vậy nên tất cả những ngày này, những cái ngày này thì tất cả những người dân đều tập trung đi mua những cái hàng gì bị mình yêu thích, coi như là nó hạ giá rất là nhiều, khi 50-70% đó. Thì bạn thấy không, các cửa hàng thấy không, đó những này là những hàng giày dép thôi đó bạn. Thì đã treo bong bóng đồ sẵn hết rồi đó. Ngày mai bắt đầu sáng ngày mai là nó sẽ bán tất cả những cửa hàng, cái cửa hàng này nó sẽ bán những cái món hàng coi như hạ giá từ 5-70%, 5-70%, tất cả các cửa hàng này các bạn. Đó, nhiều, rất là nhiều các cửa hàng ở đây, hầu như tất cả cửa hàng nào đều giống nhau thôi. Nên mình chỉ quay lại những cái này rồi cái sự kiện tiếp diễn vào ngày mai, thì coi như mình sẽ cố gắng có thể là mình live stream cái gì đó để mình sẽ chia sẻ các bạn. Nhưng mà hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái cửa hàng nó trưng bày ra những cái món hàng cho rất là yêu thích, nên mình nhìn thấy mình thấy hấp dẫn các bạn, nên mình mới quay lại và chia sẻ với các bạn đây. Cái không khí hôm nay là coi như là ngày thường chứ chưa phải là ngày nghỉ lễ đó. Đây thì những cái quần áo đấy các bạn, đó quần áo. Thì cái những hàng quần áo rồi giày dép rồi tất cả các cửa hàng đều hạ giá, nên mọi người coi như là cũng sẽ đua nhau đi mua vào ngày mai. Đó, cái đèn ở trên này các bạn thấy đẹp không, nhìn đẹp không, quá trời đẹp luôn đó. Nó làm như vậy thấy mờ mờ ảo thế bạn không, giống như những cái bánh mà coi như là treo chung quanh cái đèn á đó. Giống như cái bánh kêu bằng bánh chiên bánh phồng tôm các bạn đó, vậy đó. Nó dùng những cái bánh phồng tôm bự mà chuyển theo chung quanh cái đèn, nhìn thấy cũng đẹp ha. Đây, cửa hàng này là cửa hàng bán quần áo đó, nó đều trưng bày sẵn hết rồi đó các bạn thấy không. Nó để cửa hiệu là Black Veda đó. Thì cái ngày này là hầu như tất cả các cửa hàng đều hạ giá, nên mọi người đều chuẩn bị tiền. Đây là cuối tháng các bạn, đây là coi như nhân dịp, thường thường lúc nào cũng vậy. Nó tổ chức ra cái ngày này nó giàu nhằm vào cái ngày cuối tháng, bắt đầu người ta lãnh lương, được lãnh lương, tất cả những người dân đều được lãnh lương trong cái dịp nhân dịp cuối tháng, và mua sắm những cái hàng hóa cho chuẩn bị cho những ngày Noel, những ngày cuối năm đó. Nên là rất là nhiều người đi mua trong những ngày này các bạn. Đó. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở khu vực mình đứng nè, đó là rất là nhiều coi như là cái gian hàng. Bạn thấy ông đèn đứng nó trôi đẹp, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Vậy mình muốn quay lại và chia sẻ các bạn thôi. Đó, đây là
những cái gia hàng nó treo coi như là đèn ở đây, các bạn thấy nhìn thấy đèn nó treo đẹp lắm, từ ở trên xuống dưới, từ ở dưới lên trên đó. Đây những cầu thang máy thì mình cũng chia sẻ cái không khí ở đây vậy thôi. Bắt đầu ngày mai nó sẽ là ngày coi như chính thức chị bán trên các cái mặt hàng coi như hạ giá. Thì mình thì không có biết là có quay được những cửa hàng này hay không, vì mình chủ yếu là đam mê về vấn đề kim khí điện máy hơn là những cái món hàng quần áo các bạn. Nên mình chỉ hôm nay mình quay lại như vậy, mình chia sẻ với các bạn cái không khí ở đây vậy thôi. Vì hôm nay cũng chưa phải là ngày nghỉ, bắt đầu ngày mai thứ sáu bắt đầu là ngày nghỉ, và những ngày sau đó là những ngày nghỉ cuối tuần thì người ta sẽ đi mua sắm rất là nhiều đó. Thì mình chỉ quay lại một đoạn về để chia sẻ các bạn thôi. Bây giờ cái clip này á, mình đã, các bạn thấy không, đây nè, cái cửa hàng này đó nó hạ giá 50% luôn các bạn, các bạn thấy không đó, mình zoom lại dần cho các bạn thấy rồi đó, nó hạ giá 50% luôn đó, tất cả sản phẩm đều hạ giá 50%. Thì clip mình này mình chỉ chia sẻ một đoạn ngắn với các bạn thôi, còn cái không khí ngày mai nó mới là chính thức, nên hôm nay mình chỉ chia sẻ một đoạn ngắn với các bạn cái những cửa hàng nó chuẩn bị cho ngày Black Friday như thế nào. Thì clip này ở đây mình cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Nếu các bạn có yêu thích mình, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh Phúc Trầm Bắt Âu để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye cả nhà.